Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa hội nghị, trước hết chúng tôi xin nhất trí cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 do chủ tịch cựu chiến binh phường trình bày. Về phần mình, chi hội cựu chiến binh 8 xin được báo cáo làm rõ, minh chứng sinh động hơn về kết quả phong trào thi đua như sau. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chi hội chúng tôi đã phát huy vai trò tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình, cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Trong phong trào thi đua nước, cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, chi hội đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm đã đề ra. Chi hội có 19 hội viên, trong đó có 13 trên 19 hội viên là đảng viên, chiếm tỷ lệ 69,9%. Cấp thượng đại tá 2 đồng chí, cấp trung tá thiếu tá 2 đồng chí, cấp úy 1 đồng chí, số còn lại là hạ sĩ quan chiến sĩ du kích xã đội thời kỳ chống Mỹ cứu nước, có tuổi đời từ 65 đến 75 tuổi, có 8 trên 19 đồng chí là thương bệnh binh nhiễm chất độc da cam dioxin, tù đầy, sức khỏe hạn chế, đời sống của hội viên thu nhập từ những đồng lương ít ỏi. Chi hội nằm trong khu dân cư 8, gồm có 2 tổ dân phố, có 165 hộ và 918 khẩu, dân trí không đồng đều. Từ những đặc điểm, tình hình thuận lợi, khó khăn nêu trên, 5 năm qua, bằng phẩm chất của những người lính Cụ Hồ, nắm chắc một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản bác lại những quan điểm sai trái, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, xây dựng chi hội vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm chi hội đều quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp cho hội viên, tổ chức cho hội viên nghe thông tin thời sự 1-2 lần cho phường tổ chức, có 90% quân số chi hội tham gia hưởng ứng và tham gia có chất lượng các cuộc vận động ba hương, phong trào bốn an, 50 ba có, tham gia và vận động mọi người thu gom phân loại rác thải, vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo vật rau vật, tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng đường phố xanh sạch đẹp. Phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, 5 năm qua có 7 trên 19 hội viên tham gia vào hệ thống chính trị, chiếm tỷ lệ 36%. Như một đồng chí bí thư chi bộ, một đồng chí tổ phó dân phố, 4 đồng chí hội viên làm trưởng các hội đoàn thể, 1 đồng chí được chọn vào lực lượng nòng cốt cấp quận để nắm bắt thông tin, xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, 1 đồng chí tham gia dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do quận hội tổ chức. Tuy tuổi cao sức yếu, thế nhưng các đồng chí đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt có hội viên chi hội 4 năm liền từ 2019 đến 2024 đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, gia đình học tập, phối kết hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể như ban công tác mặt trận, phụ nữ, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ, giúp cho cấp ủy Đảng phát triển được 2 đảng viên mới. 5 năm qua, vận động tiến đưa và tặng quà cho 4 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả với số tiền 800.000 đồng. Đặc biệt, có 1 trong 4 cháu Trần Phước Mỹ Toàn
năm 2017 thuộc diện thanh thiếu niên có biểu hiện chơi bời, hư hỏng đã được chi hội cùng công an phường tiến hành giúp đỡ giáo dục, cảm hóa, tiến bộ trở thành công dân tốt và tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày công an năm 2024. Những hình ảnh đầy xúc động của các đồng chí hội viên, cựu chiến binh tham gia trực chốt hướng dẫn bà con test dịch COVID-19, tiếp tế lương thực, thực phẩm trong những ngày toàn thành phố phong tỏa, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân chống dịch thành công. Cùng với cấp ủy đảng, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, hàng năm nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Tết cổ truyền của dân tộc, đến thăm tặng quà cho 14 gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, mỗi gói quà trị giá 150.000 đồng. Đa số hội viên trong chi hội đời sống dựa vào những đồng lương ít ỏi, nhưng khi có các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đỡ những địa chỉ đỏ, những hội viên cựu chiến binh nghèo của đất nước bạn Lào, những bữa sáng không đồng tại các bệnh viện giúp đỡ hội viên Hồ Kế Hưng, các đồng chí sẵn sàng chia sẻ những đồng lương ít ỏi của mình để đóng góp vào phong trào đầy nhân văn nghĩa tình được 3.944.000 đồng. Những việc làm nêu trên của cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị tại khu dân cư góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với đảng và nhà nước, cương quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng quý vị đại biểu, thưa hội nghị, có thể nói phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong năm qua luôn được phường hội và các chi hội duy trì một cách thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, nội dung phong phú. Các hoạt động của chi hội không đơn lẻ mà đồng nhất, gắn kết các hoạt động của chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chi hội khuyến học thành phong trào thi đua chung. Do vậy, 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu 2019-2024 được Ủy ban nhân dân phường tặng 3 giấy khen 2019 đến 2022-2023. Chi bộ 8-5 năm liên tục được đảng bộ phường tặng giấy khen. Hai tổ dân phố thuộc khu dân cư 8 được chủ tịch Ủy ban phường tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự quốc phòng, 3 giấy khen về thành tích khuyến học, vân vân và vân vân. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt cho cán bộ hội viên chi hội, xin trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn.